chào cả nhà. Ngày hôm nay thì mình trở lại thăm thầy Tèo, người chuyên chữa bệnh bằng thuốc đông y. Thầy Tèo thì nhà nằm ngay tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là người mà đã từng điều trị và cứu sống anh Mến, người đàn ông có cái khuôn mặt quỷ ở các chuỗi video trước mình đã thực hiện. Chắc có lẽ mọi người cũng đã biết rõ về thầy Tèo rồi. Ngày hôm nay thì mình đến thăm thầy có hai chuyện. Chuyện thứ nhất thì mình chuyển cho thầy Tèo một món quà của mọi người đóng góp với tổng số tiền đó là 12 triệu đồng. Chuyện thứ hai mà mình đến thăm thầy Tèo với mục đích đó là không biết là lý do tại sao thầy Tèo lại không chữa bệnh nữa. Và đây là một cái thông tin với mình và ngay cả thầy Tèo. Đây là những cái thông tin được cho là khá là buồn. Và bây giờ thì mình sẽ ghé thăm thầy để hỏi rõ hơn thực hư câu chuyện như thế nào nha mọi người. Đây là khu chợ Cầu Sáng, nằm ngay tại ấp 3, xã Phạm Văn Hai. Mọi người cứ đến chợ Cầu Sáng và đi một đoạn xíu xíu thôi, hỏi nhà thầy Tèo thì hầu như là bà con ở đây ai cũng biết. Đây là căn nhà mà thầy thuê thôi, mỗi tháng như vậy là đóng tiền nhà là 3 triệu đồng. Nhưng mà hôm trước mình đến thăm thì căn nhà đó đã xuống cấp khá là nghiêm trọng. Và sáng nay là thầy dọn hết bàn khen luôn hả? Nó kêu gỡ thì giờ nghe lời nó gỡ. Cái này lúc trước mình lên đài VOV nè, Hà Nội tặng không đó. Bản vàng Y Đức ạ. Đây nè, bản vàng Y Đức lên. Hai cái, ba cái. Hình như được ba cái đúng không thầy? Ba cái. Tự nhiên vô cái thấy thầy dọn mấy cái thư cảm ơn bằng khen rồi buồn quá. Bây giờ từ từ vài bữa đi rồi tức. Là hôm nay là mình dọn hết, cất vào hết. Ở đây là những cái bằng khen mà thầy Tèo đã từng nhận ngay tại Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và mình thấy rất là nhiều thư cảm ơn và những cái thư mà bản vàng công đức. Nhưng mà không hiểu tại sao lại hôm nay thì ở địa phương lại không cho thầy Tèo chữa bệnh và bắt buộc thầy phải dọn hết tất cả những cái đồ nghề và kể cả bằng khen của mình. Tí nữa đây thì mình sẽ hỏi thầy rõ hơn. Cái đây là những cái bếp mà từng chế biến nấu thuốc nè. Số mà hôm trước là bệnh nhân đến nhà thầy nè, có những ngày mà số lượng bệnh nhân lên đến cả 1.700 người bệnh nhân luôn hả thầy? Rồi đông quá thì chính quyền địa phương cũng lo ngại, cho nên là cũng mời thầy lên trên ủy ban nhân dân huyện để làm việc. Hôm nay thì con đến thăm thầy thì có hai việc. Việc thứ nhất thì con chuyển cái món quà mấy cô chú có gửi cho thầy. Việc thứ hai đó là con muốn nghe thầy chia sẻ về câu chuyện đó là vì sao mà hiện giờ mình không còn tạm ngưng chữa bệnh nữa. Thì trước hết thì trong mấy ngày qua thì con có nhận được cái món quà từ Facebook chị Lily Don gửi cho thầy 2 triệu đồng. Chị Trần Diệu Thiện gửi cho thầy 5 triệu đồng. Chị Tuyết Mai ở Đài Loan gửi cho thầy 5 triệu đồng. Thì ba chị có gửi cho thầy được số tiền là 12 triệu. Thì cũng hy vọng là giúp thầy trang trải trong cái thời gian này. Cũng không trị bệnh, cũng không có làm gì ra tiền hết à. Xin gửi thầy 12 triệu ạ. Vậy tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân. Hiện giờ thì hôm trước thì thầy đối mặt cái khoản nợ khá là lớn. Thì đợt này thì tình hình ổn chưa thầy? Thì coi như là ổn được khoảng 90% rồi. Dạ cũng mừng quá. Chia sẻ với mọi người á, là đợt trước khi mà mình ghé thăm thầy Tèo thì lúc đó thì căn nhà này nó muốn sập luôn rồi, căn nhà thuê thôi nha. Nước hiện giờ này các bạn quan sát thấy không? Nước bây giờ nó vẫn còn ngập nè. Hôm qua Sài Gòn đón mấy cơn mưa và ngay tại vị trí chữa bệnh nước vẫn lên láng này. Và nhà thì lúc nào cũng khá là nóng. Do mình đang ghi hình cho nên là cũng không dám bật quạt, tại vì sợ âm thanh nó ồn.
150 triệu. Ồ, là cái này gốc không đó, còn dạ, tiền lời 15 triệu anh không có ghi vô đó. À, mừng dữ lắm luôn. Cũng mừng. Ừ, nếu mà đợt vừa rồi mà không có bệnh nhân, không có mọi người quan tâm nhiều á, thì thầy nghĩ cái khoản nợ này như thế nào? Không cách nào giải quyết được đâu con Bùi. Được vậy mừng lắm. Và trước khi hỏi về cái việc là tại sao thầy ngưng chữa bệnh ấy, thì con xin hỏi thêm cái việc là cách đây, nghe đâu là cách đây khoảng 1-2 tuần thì thầy có đi thăm lại anh Mến ở trung tâm Sài Gòn. Đúng rồi. Thì lúc đó thầy và anh Mến thì gặp nhau thì như thế nào ạ? Gặp nhau thì tôi không nói lên lời luôn. Thấy rất là xót xa. Mình chỉ thiếu có một món, một là món nợ không, mà ngày đêm mà ăn ngủ không được. Còn cháu bây giờ thì thiếu 3-4 món. Không vợ, không cha, không mẹ. Thấy xót xa lắm, không nói được lời nào. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Cũng mong các bác sĩ cố gắng giúp cháu dùm. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Còn thời gian qua thì vì sao lại thầy lại ngưng điều trị bệnh? Và con thấy khi vào thấy là dọn tất cả bàn khen, dọn tất cả đồ đạc, thu gọn lại. Lý do tại vì số lượng bệnh nhân mình quá đông. Rồi thêm thứ hai nữa thì trên pháp lý mình còn thiếu 1-2 cái giấy. Thành thử như vậy thì bắt buộc phải ngưng để bổ sung thêm giấy tờ cho nó hoàn thiện. Thì mong tất cả các bệnh nhân cũng hiểu và thông cảm giùm. Nếu mà ngay thời điểm này mà các bệnh nhân mà không biết á, thì ở khắp nơi tìm đến, có những bệnh nhân từ Hà Nội, từ ngoài Bắc vào, thì thầy khuyên như thế nào trong thời điểm này khi mà mình không điều trị ngay tại địa phương nữa ạ? Thì dự định tôi cũng một ngày gần đây thì có thể chuyển đi hướng khác để giúp cho bệnh nhân kịp thời. Lý do tại vì số lượng bệnh nhân mình giảm bớt nhiều lắm, mà cắt thuốc thời gian dài vậy nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà cũng có 3-4 nơi họ mời mình đi, nhưng bây giờ chưa có chọn được nơi nào hết. Con nhớ không lầm là cái đợt con ghé thăm á, thì ước chừng bệnh nhân ngồi từ ở trong nhà ra ngoài đường luôn, thì khá là đông. Mà có lẽ là điều này khiến cho chính quyền địa phương họ cũng lo ngại về cái tình trạng là đông đúc quá. Đúng rồi, ảnh hưởng an ninh trật tự. Cho nên là chắc có lẽ là trong thời điểm này thì mình đang hoàn thiện lại giấy tờ thì đúng, mình tạm ngưng. Và để nói câu chuyện này để mọi người rõ ràng là không phải là mình điều trị bệnh là không có chuyên môn hay này nọ, mà do mình thiếu một vài điều kiện cần và đủ để mở một cái phòng khám đông y nhỏ nhỏ để... Đúng. Bây giờ thầy thiếu nhất là giấy tờ gì ạ? Thì mấy ảnh nói đó, bây giờ muốn tại vì cái bằng cấp mình chỉ có trung cấp thôi, nhưng mà trên danh nghĩa cái phòng thuốc mà đông đảo như vậy là phải từ giá bác sĩ đông y mới được. Vậy thì rất là khó nè. Thì bây giờ ước nguyện của tôi cũng không có gì hơn, mong cho các mạnh thường quân đồ thương tình đó thì có bằng cấp bác sĩ rồi đứng tên dùm ở đây thì mình sẽ phục vụ cho bà con được nữa. Vậy thì phải có một cái tư cách pháp nhân. Đúng cá rồi. Nhân là một bác sĩ đông y. Chuẩn là phải bác sĩ hả thầy? Đúng rồi. Thì các ảnh nói cũng phải, giúp cho bà con vì các ảnh quan nghênh lắm. Nhưng mà có một cái trên pháp nhân đó mình phải đầy đủ mới được. Ở xã Phạm Văn Hai thì chắc có lẽ cũng được biết thầy là, tại vì thầy sống ở đây 4 năm rồi, thì chắc mọi người ở địa phương thì ở xã thì cũng biết rõ về các hoạt động của thầy, các hoạt động thiện nguyện của thầy nữa. Thì đúng, các anh các chú đồ cũng thương tình lắm. Nhưng mà
có một cái ở huyện đó thì họ xuống họ lập biên bản mình, lý do thì trên pháp lý mình chưa có hoàn thiện. Vậy thì đối với những bệnh nhân á, đang trong cái quá trình uống thuốc, đang quá trình điều trị và đang phục hồi dần dần, mà cắt thuốc như vậy thì nó có ảnh hưởng gì nhiều không thầy? Thì thuốc của mình ở đây đó thì như tôi đã thường nói, không phải là thuốc đặc trị ung thư, thuốc chỉ tăng cường đề kháng. Tất cả những bệnh nào cũng vẫn uống được, nó thải độc tố ra ngoài. Nhưng mà thời gian mà ngưng uống thuốc vậy thì cũng không có gì đâu. Nhưng mà tôi cố gắng bằng mọi cách, chắc có thể một ngày gần đây tôi sẽ chọn một nơi nào cho hoàn thiện để cho bệnh nhân được nhận thuốc nữa. Thì hôm nay thì con ghé thăm thầy thì cũng hy vọng là thầy sớm có một đầy đủ giấy tờ để mở một cái phòng khám đông y nhỏ nhỏ để tiếp tục tiếp nối cho những cái bệnh nhân điều trị bệnh. Tại vì cơ bản là trong cái thời gian qua khi mà con thực hiện các đoạn clip này á, thì con có nhận được khoảng ít nhất là 4 cái phản hồi tích cực. Sau khi mà đến thăm thầy rồi điều trị bệnh thì họ thấy rằng là cái sức khỏe của họ có sự thay đổi, và họ gửi một cái thông điệp đó là qua con, nhờ con chuyển lời cảm ơn đến thầy. Và những ngày qua thì có rất nhiều người gọi điện thoại cho con đó là sao thầy Tèo lại ngưng rồi. Một phần á, mọi người hoang mang về cái về một sự cố gì đó trong quá trình điều trị của thầy. Nhưng mà cho nên là hôm nay thì con đến thăm để thực hiện đoạn clip này để cho mọi người rõ hơn là do là mình đang thiếu một vài cái thủ tục giấy tờ về mặt hành chính thôi, nên là mình tạm ngưng mở cái điều trị ở đây. Thì hy vọng sớm thôi thầy có mở hoạt động lại cái phòng thuốc đó. Đúng rồi, bằng mời thì sẵn hôm nay thì có lý có phong bụi đây, tôi cũng thông báo với quý bệnh nhân rằng bằng mọi giá tôi sẽ lo cái chỗ khác để cấp thuốc cho bệnh nhân như ngày xưa. Còn nơi đây bây giờ thì không thể giúp bà con được nữa, lý do tại vì mình còn chân pháp lý mình còn thiếu một hai mặt giấy tờ. Nhưng mà được cái khỏe cái con nợ hả thầy? Hôm nay rất là mừng.